Khổ thân cậu, nhờ ngày đi học xong lại còn đi bán kem vậy mà lúc nào cậu học cậu cũng giỏi nhất lớp luôn ấy. Nào, tớ trả tiền cậu. Này cậu ơi, cậu tiền thừa rồi. Thôi, tớ cho cậu đấy. Thôi, cậu cầm đi, tớ đi đây. Nhanh lên, nhanh lên con ơi. Đi học đi cho nó giỏi chứ ở nhà đi công viên cơ. Đi công viên á? Ngày nào cũng đi chơi được rồi. Ba có một điều kiện là hôm nay con thi được điểm 10, ba sẽ cho đi công viên chơi. Ba nhớ nhá, ba hứa nhá, ba không cho con đi nhá, không bắt đèn ba đấy nhá. Rồi, ba hứa. Nào đi thôi nhanh lên, đưa tay đây. Đi nhá. Ôi, đến cổng trường rồi, con tự vào lớn rồi. Ờ. Chào ba. Thôi là con. Làm đầy đủ bài tập chứ? Ờ nhở, sao hôm nay phải làm đầy đủ bài tập? Hôm nay thi mà. Thế thôi, hôm nay kiểm tra đúng không? Nhưng mà yên tâm đi, tớ ôn rồi đi. Nhìn nghe nhá, mà cậu biết không, ba tớ bảo nhớ, tớ mà được điểm 10, ba tớ cho tớ đi công viên đấy. Ờ, cho tớ đánh nhé, cho mày cái con chơi rồi. Ờ, đi đi đi, có sắp nói em trường mình trang trí đẹp nhỉ? Ba, ba. Mà sao? Ba, hôm nay nhá, phải kiểm tra con được 10 điểm luôn. Bây giờ ba cho con đi chơi đi, ba hứa rồi, ba không cho con đi chơi. Ba không phải là ba của con. Được rồi, nào thế chuẩn bị pha thay quần áo rồi đi chơi nhé. Đi chơi, yeah. Con cái của ba giỏi lắm, đi vào đi, vào đây, vào đây. Đi chơi, đi chơi, đi chơi. Đi, đi. Ba ơi. Ơi. Chiều. Gọi chưa ba? Lớn đầu rồi mà toàn chơi trò trẻ con. Ba ơi. À. Con muốn ăn kem cơ, ba ở đây không thôi nào bán kem. Mà đằng kia bán kem, ba cho con tiền mua kem. Kia, con cho ăn kem hả? Ba ơi, xin tiền ăn kem. Đây. Ba xin ba. À, đi mua nhá. Ba chờ đây nhá. Kem không? Là là. Ai ăn kem? Chú gì? Sao cậu đi bán hàng à? Là sáng mình đi học, còn lúc nào rảnh rỗi mình đi bán kem mẹ đấy. À thế à? Ô, cậu bán kem gì đấy? Mình bán hết, mỗi bao nhiêu kem nữa. Ôi kem ngon thế, kem này bao nhiêu tiền một chiếc? À 50.000 một chiếc. Thế à? Khổ thân cậu, nhờ ngày đi học xong lại còn đi bán kem vậy mà lúc nào cậu học cậu cũng giỏi nhất lớp luôn ấy. À, tớ trả tiền cậu. Này cậu ơi, cậu tiền thừa rồi. Thôi, tớ cho cậu đấy. Thôi, cậu cầm đi, tớ đi đây. Kem nào đâu, kem ngon thế nào? Kem ngon. Chú Sí, cháu à? Chào bác. Ừ, bác chào cháu. Cậu biết là cậu muốn cho mình nhưng mà mình đi bán hàng mình sẽ không lấy thầy đâu. Giả cậu tiền này. Thế nào sao đây? Thế những thời gian rảnh rỗi cháu đi bán kem à? Bán kem giúp mẹ à? À, ba biết rồi. Ê, mẹ cháu là người bán kem ở cái làng này đúng không? Đây là sao? Bây giờ như nào? Ba ơi, 50.000 một chiếc nhưng mà con đưa cho bạn cả 100, bạn không chịu lấy, bạn cứ đòi trả lại ba. À thế à? Thế không sao. Để bác xem nào, còn cái nào không nào? Đây, còn hai cái. Còn hai cái à? Thế bác lấy cho cháu một cái nữa nhá, thì cháu không phải trả lại. Ba, cho cháu ăn bác. Ừ, bác chào cháu. Cháu chào bác nhá. Ôi, kem ngon thế. Chào bác chị nhá, bye bye. Cậu đi nhá. Ba ơi, thế mà lúc nào cũng học sinh giỏi xuất sắc của trường luôn đấy ba. À thế à? Vâng. Chả học thêm học lấy gì nhá, vẫn có thời gian đi bán hàng cho mẹ nữa. Ừ, cho ba xem. Đây, ba có kem. Thôi, Tôi hai ba con mình ra kia ăn kem cho ba đi. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.